số chúng ta sinh ra đã sở hữu một nhan sắc như mong muốn. Và hiện nay khi phẫu thuật thẩm mỹ đang là trào lưu thì các bạn trẻ thường có mong muốn rằng thay đổi những cái nhược điểm trên cơ thể mình, và đặc biệt hơn nữa là thay đổi những cái khuyết điểm trên khuôn mặt. Với các dịch vụ như nâng mũi, gọt hàm hay cắt mắt, hiện đang là xu hướng phẫu thuật thẩm mỹ của giới trẻ nhằm có được một vẻ ngoài hoàn hảo và đáng mơ ước. Và nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng cao thì các bạn trẻ thường có xu hướng tìm đến các cái trung tâm hay các bệnh viện thẩm mỹ để đại tu nhan sắc. Nhưng để có được một nét đẹp thật sự tự nhiên sau phẫu thuật thẩm mỹ thì đấy là điều mà ít các bệnh viện nào làm được. Bởi vì ngoài các cơ sở vật chất thì cần phải có trình độ chuyên môn cao của các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Và hôm nay chúng ta hãy cùng khảo sát mọi người xem rằng bạn nữ này đã từng phẫu thuật thẩm mỹ hay chưa nhé. Chào chị ạ, chị có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không ạ? Mình là Trang, hiện mình đang ở Đà Nẵng. Dạ, em chào chị ạ. Em xin giới thiệu là em tên là Ngọc và em đang là sinh viên năm 3 của trường tự nhiên. Dạ. Mình tên là Nguyên, sinh năm 96, đang học ở Đại học Vinquist. Dạ, mình tên là Mai, học sinh viên năm 3 trường khoa học tự nhiên. Mình cũng tên Khải, học chung lớp với bạn này. Trên tay mình bây giờ đang có tấm hình của một cô bé, thì bạn có thể nhận xét về gương mặt của cô bé này được không ạ? Theo mình thấy thì cô bé này rất dễ thương, có nét mặt rất là thanh tú và nụ cười rất là tươi. Dạ thì em nhìn bạn nữ thì rất là đẹp và nói chung là nụ cười rất là tươi tắn. Mình thấy bạn này gương mặt rất là hài hòa, nhìn rất là xinh. Mình thì thấy cái phần sống mũi của bạn này á thì hơi cao hơn, nhưng nghĩ là chắc có phẫu thuật hay gì. Bạn có thể nhận xét về khuôn mặt của bạn nữ trong bức ảnh này được không? Wow, bạn nữ này chắc là hot girl hay gì, hay là diễn viên gì á. Nếu như mà mình nói rằng bạn nữ này đã từng phẫu thuật thẩm mỹ thì liệu rằng bạn có tin không? Thực sự là mình nhìn cái bức ảnh này mình không biết là bạn nữ này đã phẫu thuật cái gì luôn. Thì theo mình nhìn thấy thì có thể là cô bé là phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng mà mình nghĩ là phẫu thuật rất là nhẹ nhàng, cho nên là mình thấy cũng rất là bình thường. Dạ, cho em không tin đâu ạ. Và hôm nay thì mình cũng muốn chia sẻ với bạn rằng bạn nữ trong bức ảnh này đã từng nâng sống mũi và tiêm môi tại bệnh viện thẩm mỹ MCAT. Vậy thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ với bạn nữ xinh xắn trong bức ảnh này nhé. Dạ vâng. Thôi. Chào chị. Chào chị. Qua. Wow. Mình thấy bạn là còn xinh hơn cả trong ảnh luôn á. Hai bạn có nhận xét gì về vẻ ngoài của bạn? Nhìn gương mặt chị rất là hài hòa và nhìn không giống là đã qua thẩm mỹ. Dạ, em cũng thấy cái sự tự nhiên ở trên khuôn mặt cô gái. Thì nhìn cũng giống như trong ảnh mà có hơi khác một tí, có lẽ là do góc chụp ảnh nó sẽ khác. Cũng tự nhiên. Vậy thì nếu bây giờ mình được lựa chọn một cái điểm để phẫu thuật thẩm mỹ trên gương mặt mình ấy, thì hai bạn có mong muốn chỉnh sửa gì không? Dạ, em thấy em được rồi nên em không thẩm mỹ. Đó, thì tạm thời em cũng chưa có nghĩ đến cái chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Dạ, em nghĩ chắc là nâng mũi. Vậy thì mình đã có dự định phẫu thuật thẩm mỹ tại cơ sở nào chưa, hay là toàn thời gian nào chưa? Dạ chưa ạ, đó chỉ là suy nghĩ. Nếu như mà người yêu bạn có muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ thì bạn có ủng hộ hay không? Tất nhiên là có rồi, thì mình bạn gái mình muốn thì mình cũng ấy thôi, tại bạn đẹp hơn mà. Vậy thì chị có cái nhận xét gì hay cái suy nghĩ gì về cái phẫu thuật thẩm mỹ của giới trẻ hiện nay ạ? Về phẫu thuật thẩm mỹ thì mình thấy mỗi người phụ nữ đều có nhu cầu làm đẹp, và cái việc phẫu thuật để mà mình trở nên tự tin đẹp hơn thì đó là điều rất là bình thường. Tuy nhiên thì mình nghĩ là với bất kỳ cái điều gì cũng vậy thì mọi người nên có một cái điểm dừng. Hiện nay thì mình nghĩ là nhu cầu làm đẹp của mỗi người thì tất yếu thôi. Thì nếu mà bạn nữ nào muốn lấy lại cái tự tin của mình thì cũng đi phẫu thuật. Và nếu mà có ai hỏi thì không có chối từ nó, mà là ok là mình đã từng đi phẫu thuật ở Mỹ. Chứ không có gì phải giấu à. Tại vì làm đẹp cho mình thì cũng như tự biết yêu thương bản thân mình thôi. Dạ chị, thì em thấy là hiện nay thì phẫu thuật thẩm mỹ nó không còn xa lạ với nhiều người nữa, và cũng có rất là nhiều bạn trẻ họ lựa chọn cho mình cái việc mà phẫu thuật thẩm mỹ để có thể thay đổi những cái khuyết điểm trên khuôn mặt của mình để đẹp hơn. Thì mặc dù cũng có những người là họ phản đối, nhưng mà em nghĩ cái đó là theo quan điểm cá nhân của từng người thôi. Nó cũng không có gì xấu, nếu như mình con người thì luôn muốn hướng về những cái đẹp. Em nghĩ là nếu người ta chọn những cái nơi mà uy tín hoặc là đủ cái khả năng để chi trả thì em nghĩ là hoàn toàn là một cái lựa chọn đúng đắn cho riêng mỗi người.
Cảm ơn bạn, chúc bạn một ngày mới tốt lành nha. Dạ rồi. Qua cuộc khảo sát vừa rồi thì chúng ta cũng thấy rằng việc phẫu thuật thẩm mỹ không còn là điều quá xa lạ đối với giới trẻ hiện nay. Nhưng để tạo ra được một nét đẹp thật sự tự nhiên và hài hòa với khuôn mặt của mình thì cũng là điều mà tất cả các khách hàng và các bác sĩ khác đang quan tâm và hướng tới. MCAT, nơi tạo ra nét đẹp thuần Việt, đã giúp mỹ lệ của chúng ta trở nên xinh đẹp và tự tin hơn với nét đẹp vốn có của mình. Và nếu bạn nữ nào muốn trở nên xinh đẹp và tự tin thì hãy nhanh chân đến bệnh viện thẩm mỹ MCAT để được gặp trực tiếp các chuyên viên tư vấn và các bác sĩ bên mình nha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.